Biết từ Zika chúng em lâu chưa? Anh cũng theo dõi và năm thời gian. Dạ vâng vâng. Thế thay mặt công ty cảm ơn anh và gia đình ạ. Vâng vâng. Vâng. Chúc mọi người thành đơn hàng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, chào các bác. Và trong hành trình của ngày hôm nay thì em sẽ một mình đi xuống thị xã Kinh Môn Hải Dương để set up cho gia đình điền một bộ dàn âm thanh. Vâng, có thể thấy là đằng sau em đang chất đầy đồ. À, bộ dàn âm thanh hôm nay là một bộ dàn âm thanh trong phân khúc cao cấp là full B15H40. Và sau khi đến nhà anh Điền thì em sẽ giới thiệu chi tiết bộ dàn ngày hôm nay và các bác sẽ được lắng nghe chất nhạc của bộ dàn ngày hôm nay do bản thân em, kỹ thuật của Zika Audio setup. Mời các bác nhé. Và sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển thì em đang có mặt ở quốc lộ 5. Và theo vị trí này em còn đang cách nhà anh Điền rơi vào khoảng 20 km nữa. Và chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Là đường xá nhiều khi nó cũng đông đúc tấp nập các bạn. Và các bác yêu âm thanh ở Kinh Môn Hải Dương mà bác nào đang ở khu Chiến Thắng Duẩn Khê thì các bác đang tìm kiếm một bộ dàn âm thanh thì các bác hãy tham khảo cái bộ dàn hôm nay em đi set up cho gia đình nhà anh Điền. Một bộ dàn âm thanh trong phân khúc cao cấp loa full bass 40. Bộ dàn của anh Điền lựa chọn gồm có một cặp loa full B15H40, một chiếc đẩy liên vang X28 Pro DAC, dòng đẩy liên vang số, công suất khỏe, rất nhiều chế độ nghe nhạc và hát karaoke, một bộ mic không dây cao cấp VK900 và không thể thiếu trong một bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp như vậy là một loa siêu trầm Monster Bass 40, khai thác tối ưu những cái giải tần số thấp. Và bộ dàn âm thanh này nó sẽ phù hợp không gian đến 120m2. Mời các bác cùng em sẽ đến tìm hiểu ngôi nhà của anh Điền, chủ đầu tư của bộ dàn máy ngày hôm nay. Mời các bác nhé. Vâng, mời anh em Zika Audio, chúng em đã cài đặt xong bộ dàn âm thanh của nhà anh Điền ở Hải Dương. Các bác có thể thấy là một cặp loa B15H40, một con đẩy liên vang X28 Pro DC màu vàng gold, một bộ mic VK900 và một loa siêu trầm Monster Bass 40. Và sau đây mời các bác cùng nghe bạn của anh Điền hát một bài karaoke Mùa Xuân Đầu Có Em trên bộ dàn chúng em đang set up. Anh em yêu âm thanh ở Hải Dương và bác nào khu vực Kinh Môn Hải Dương đang tìm kiếm một bộ dàn âm thanh, các bác hãy tham khảo bộ dàn B15H40 ngày hôm nay anh em Zika chúng em set up cho gia đình nhà anh Điền. Một bộ dàn trong phân khúc cao cấp phù hợp với những không gian diện tích từ thay mặt công ty thì cảm ơn anh và gia đình rất nhiều đã tin tưởng chúng em bộ dàn ngày hôm nay. Thì anh thấy bộ dàn anh lựa chọn thế nào anh? Ok. Dạ vâng. Dạ vâng, chỉ cần như thế này là ok thôi. Anh đã biết tới Zika chúng em lâu chưa? Anh cũng theo dõi là năm thời gian. Dạ vâng vâng. Vâng, thế thay mặt công ty cảm ơn anh và gia đình ạ. Vâng vâng. Vâng. Chúc mọi người dạ vâng, cảm ơn anh ạ.